Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng tất cả quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền Của Em. Ai chưa đăng ký kênh, cho em một lượt like đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật những cái kèo Airdrop từ trên cái nền tảng kênh YouTube của em anh chị. Có nhiều cô chú anh chị mình nói với em là cập nhật cái dự án là Option EX, mấy hôm nay thấy họ im ru à. Thì bây giờ em xin phép cập nhật cho anh chị tổng quan về cái dự án của họ, những thông tin mới nhất. Thứ hai là cho anh chị thấy là cái hợp đồng của họ đang được công ty Catic, công ty hàng đầu kiểm toán bảo mật về cái hợp đồng ha. Và tiếp theo là những cái việc chúng ta cần làm anh chị nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào trong cái kênh chính thức của họ trên X để mình xem thông tin nha. Anh chị vào X, vào biểu tượng tìm kiếm, sau đó gõ cho em cái chữ là Open EX trên cùng anh chị. Đây là kênh chính thống của họ. Rồi cách đây 13 giờ họ có một cái thông báo họ để thế này. Thì theo em á, số năm này có thể là 5 ngày nữa dự án này sẽ bắt đầu list sàn, cũng có thể là 5 ngày nữa việc kiểm toán hợp đồng của họ đã hoàn tất. Năm nay là đây là một cái tin tốt cho chúng ta anh chị ha. Đó, họ có thông báo. Rồi, cách đây 4 ngày bên cái sàn OKX có một cái tích. Đây, anh chị thấy nè, cho nó nhanh nha. Cái biểu tượng này là cái dạng của cái Option EX đúng không? Và cái dự án là Option EX cũng đã có tích lại một cái. Nói chung là nó chứa cái ẩn ý và mình suy luận ra ha. Chứ nó chưa có gì gọi là rõ ràng. Đó anh chị. Nhưng mà em tin chắc rằng cái đồng OX này nó sẽ list một là cái sàn Option EX, 2 là cái sàn OKX. Đây là hai cái sàn tiên quyết đầu tiên để list, nhưng sau đó sẽ list thêm những cái sàn top khác anh chị nha. Rồi bây giờ em sẽ cho anh chị xem cái thông tin về cái việc mà họ đang nhờ Catic kiểm tra hợp đồng. Chúng ta vào ý, chúng ta gõ em chữ này ha. Đây nè anh chị thấy, Catic, công ty kiểm toán hợp đồng hàng đầu đó. Rồi bây giờ chúng ta vào cái trang web của họ. Chúng ta vào cái biểu tượng tìm kiếm. Anh chị gõ cho em chữ là Open EX sẽ ra nha. Đây anh chị sẽ thấy nè. Đây là đang trong cái giai đoạn là kiểm tra cái hợp đồng. Thì cái này vào đôi lúc nó bị lỗi anh chị. Đây anh chị thấy nè ha. Đó là cái thông tin cơ bản mà chúng ta cần biết về cái dự án này. Rồi, cái việc bây giờ chúng ta cần làm là cái gì? Cái này em nhắc rất là nhiều. Nhưng mà em nhắc nhiều, có nhiều anh chị vẫn không chịu làm. Đến khi mà list sàn hoặc là nó không cho rút nữa, bắt đầu mới là liên hệ hỏi, thì cái này là lỗi của anh chị nha. Mà phải cố gắng theo những cái dự án nào mà chúng ta đã tham gia. Cái việc em làm video này chủ yếu là yêu cầu anh chị làm hai cái việc đăng ký sàn cho em nha. Một là đăng ký cái sàn là Option EX, cái sàn chính của cái dự án này luôn. Nó là cái sàn live vừa trên web và cũng vừa trên app. Và cái thứ hai là cái sàn OKX, đăng ký xong và phải đăng ký thực hành KYC ngay, xác minh tài khoản cho em nha. Đó. Tại vì hai cái sàn này là hai cái sàn đầu tiên, mình phải tranh thủ khi nó vừa list sàn chúng ta bán. Mọi người đừng có để nó list sàn xong người ta xả rồi tới mình vào thì không có bao nhiêu đâu anh chị. Tại vì cái đồng này đào cũng không có được nhiều ha. Rồi bây giờ á, chúng ta nè, về cái sàn OKX và cái sàn Option EX á, anh chị có thể là xem video ở dưới cái phần mô tả nha, hoặc là trong kênh YouTube của em. Thì cách đây 4 ngày em có làm một cái video nè, top 4 kèo list sàn OKX, trong đó là có các dự án là Option EX, On-Chain, Over Wallet và Bonded Origin. Thì anh chị xem cái video này, em sẽ để trong cái phần mô tả của video hoặc là trong cái kênh của em đó, anh chị vào để chúng ta xem cái này, chúng ta đăng ký cái sàn OKX nha. Đây nè anh chị.
À, chị đăng ký và xác minh nha, làm cho kỹ nha mọi người. Và chúng ta có thể nạp vào 1 đến 200 ngàn để chúng ta thực hành giao dịch trải nghiệm, để tránh cái việc chúng ta giao dịch bị sai sót sau này đó. Thì tiền là của mình thì chúng ta cố gắng. Rồi, đó là cái về cái video đăng ký sàn OKX. Còn cái sàn mà OpenX á, em cũng có một cái video em để dưới phần mô tả luôn nha. Anh chị chúng ta xem và chúng ta làm. Đối với cái sàn OpenX á, em nói rất là nhiều, đăng ký đơn giản lắm, khoảng 5 phút là xong. Chúng ta không cần phải làm nhiều thao tác giống bên cái sàn OKX đâu. Nhưng mà chúng ta cần phải lưu cái cụm khai quý nha mọi người. Thì hai video này mọi người xem dưới phần mô tả nha. Rồi chúng ta vào cho em cái sàn OKX. OpenX chứ, nhầm, anh chị vào nè. Sau đó mọi người sẽ đăng nhập vào theo cái mật khẩu màn hình mà chúng ta đã thiết lập. Đây là cái giao diện. Hiện tại á, là cái tóc cành OpenX á, anh chị nào chúng ta chưa thêm thì chúng ta có thể xem dưới phần mô tả để chúng ta thêm vào cái ví của chúng ta nha. Ví thì có hai cái ví cơ bản chúng ta cần rút về. Là lúc trước em có chia sẻ, một là MetaMask, hai là cái ví sàn OpenX luôn. Thì anh chị rút về đâu thì nó sẽ về đó anh chị nha. Nếu mà anh chị rút về cái sàn OpenX này luôn á thì sau này trên đây chúng ta bán luôn. Hoặc là chúng ta có thể chuyển từ đây lên sàn OKX tùy chúng ta. Còn nếu mà anh chị bên cái ví MetaMask á, là chúng ta cũng rút về, một là cái sàn này, hai là cái sàn bên OKX. Và chúng ta cần phải có co để chúng ta làm ra, lý do là nó chạy trên cái mạng co ha. Rồi bây giờ á, chúng ta sẽ thấy đây là cái thông tin giao diện của cái sàn, và ở bên đây nó có một số cái nhiệm vụ nè ha anh chị ha. Sau này sẽ còn nhiều cái chức năng trên sàn này nữa. Sàn này hiện tại là đã giao dịch rồi, cũng ok anh chị ha, số lượng cộng đồng cũng rất là đông nha mọi người. Anh chị có thể giao dịch trên cái sàn app này hoặc là trên cái web chúng ta liên kết vào quỹ MetaMask để chúng ta mua những cái đồng coin trên đây. Mission này là cái nhiệm vụ. Thì các nhiệm vụ này đó, anh chị chúng ta đăng ký cái sàn OpenX này, chúng ta có thể làm một cái trong các nhiệm vụ này cũng được ha. Cái mục setting phía dưới bên phải là anh chị chú ý nè, chúng ta vào có một backup cho em ha, cái dòng thứ ba. Ở đây chúng ta sẽ ghi chép cho em cái cụm từ khóa có thể là 12 chữ cái hoặc là một cái cụm dãy số và chữ liên tục. Đây là cái khai quý rất là bảo mật, tuyệt đối không được cho ai biết nha. Và nếu anh chị ghi chép không đúng, không lưu lại, sau này chúng ta sẽ không có vào được cái sàn này. Lỡ như cái điện thoại bị hư hoặc là chúng ta quên cái chúng ta xóa app đó. Kỹ nha chị. Rồi, còn cái sàn OKX á, thì chúng ta đăng ký rồi chúng ta KYC nó cũng dễ mà anh chị, đâu có khó. Và cái sàn này á, là chuyên list những cái đồng mà cho theo cái dạng Aerob. Nó là một trong những cái sàn đầu tiên để list, chẳng hạn như là Aweave hay là IC Network hay là Notcoin. Nói chung có rất nhiều cái đồng hay là một số đồng khác nữa. Thì chúng ta cố gắng thì anh chị xem xét nha. Sàn này thì giao dịch cũng dễ. Em cũng có nhiều cái video em làm giao dịch về cái sàn này rồi, thì ai chưa biết thì có thể tham khảo nè anh chị ha. Mua bán trên sàn OpenX nè. Anh chị mua bán đồng nào cũng vậy, cũng giống nhau. Chủ yếu là chúng ta xem cái cách mua bán nha anh chị nha. Video này em làm cách đây một tháng rồi. Mua bán cái đồng em chia sẻ cơ bản luôn, mua bán cái đồng OX. Em lấy ví dụ đó, chứ thực sự thì nó chưa có list trên sàn này. Rồi mọi người chúng ta chịu khó nha. Em cập nhật thông tin rất là nhiều, thì mọi người cũng vào tham khảo. Chúng ta làm những cái nhiệm vụ nào chúng ta cần làm để khi list sàn chúng ta có, chúng ta bán ngay. Mình khai thác ít rồi mà anh chị chúng ta không chịu làm nữa, mà chúng ta để người ta làm trước á, thì chúng ta vào sau thì chúng ta sẽ không có giá cao đâu anh chị ơi. Còn ai muốn hâu để tới mùa uptrend thì chuyện đó của anh chị. Nhưng mà chúng ta muốn bán sớm để có tiền thì chúng ta phải bán ngay khi list sàn. Và mọi thao tác chúng ta cần phải chuẩn bị xong. Sau này sẽ còn rất nhiều cái dự án sẽ list trên cái sàn OKX này nữa. Nên cái việc chuẩn bị cho mình một cái sàn OKX này là cái chuyện anh chị nên làm. Mình đi lâu dài là phải có nha. Ngoài ra chúng ta có thể đăng ký nhiều cái sàn khác nữa thì tùy anh chị. Nhưng mà OKX là một trong những cái sàn hàng đầu để list những cái đồng, những cái dự án Aerob. Và gần đây á, là cái sàn Binance em nói thêm là họ cũng đã có một cái form biểu mẫu sẽ list những cái dự án vừa và nhỏ. Nhưng khi chúng ta điền vào cái mẫu đó rồi
thì cái dự án đó phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản của họ. Tại sao lại họ la ra cái form mẫu đó? Tại vì nếu mà sàn bên đành nó không làm thì từ từ nó sẽ mất hết các thị phần, mất hết cộng đồng. Tại vì như cái sàn OKX này họ sẽ list những cái dự án mà Europe, mà anh chị biết rồi, Europe thường là những cái người mà người ta là những cái người mới, thì họ sẽ dành hết cái thị phần cộng đồng, nên là Binance họ cũng tung ngay chính sách này là hợp lý anh chị, sự cạnh tranh công bằng, thì mọi người chúng ta tham khảo nha anh chị. Rồi có gì không rõ anh chị mình có thể là bình luận dưới cái phần bình luận của video, hoặc là join vào trong cộng đồng Telegram của em, hỏi những vấn đề cần hỏi, em sẽ hỗ trợ anh chị trong khả năng của mình.